Xin chào các bạn, không biết là đợt sale ngày mùng 6 tháng 6 thì các bạn có săn được những món đồ nào không ạ? À? Còn với cá nhân mình thì đây là toàn bộ những món đồ mà mình đã săn được trong đợt flash sale ngày mùng 6 tháng 6. Hôm nay thì mình nhận được hàng rồi, cho nên là mình muốn chia sẻ cho anh em toàn bộ những cái món phụ kiện này. Tại sao mình lại mua những cái món phụ kiện này, nó dùng để mục đích như thế nào và liệu nó có ok hay không và thương hiệu này là thương hiệu nào thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn. Let's go. Rồi trước tiên thì chúng ta sẽ nói sơ qua về cái thương hiệu có tên gọi đọc khá là khó Mình đọc là Rap Power nha Không biết là có đúng hay không thì anh em có thể là thông cảm cho mình Tại sao mình lại lựa chọn cái thương hiệu này á là bởi vì thằng bạn mình nó bảo rằng là mày mua thử cái hãng này về xem thử như thế nào nghe nó là cũng xài được đấy thì ok tiện thể vừa mua về xài rồi là review luôn cho anh em à, mình đã mua khá là nhiều đấy nó cũng tốn gần cả triệu bạc của mình đấy các bạn ạ à, nhưng mà mình thấy rằng là nó cũng khá là hay đấy chứ trước tiên thì đó là hai cái này hai cái bộ này á, một cái bộ này thì nó sẽ loanh quanh mình nhớ không nhầm là bốn trăm mấy á, chúng ta sẽ được một cái sợi cáp là lightning, tuy nhiên thì một đầu của nó chỉ là usb a thôi và một đầu là đầu lightning nha, không phải là kiểu như là usb type c. thì tại sao lại như vậy là bởi vì mình mua cái sợi cáp này là để mang tính dự phòng mà thôi, mình để ở trong cái khoang sau của xe thì để cho những cái người mà đi cùng với mình ở khoang sau xe chiếc lắc A của mình á thì có thể là sạc được nếu mà đang sử dụng iPhone còn sợi cáp USB uh, Type C thì mình đã có sẵn luôn rồi và nếu mà mua combo thì nó rất là rẻ các bạn ạ mình nhớ không nhầm nó khoảng tầm 400 nghìn còn đây là một cái bộ một cái uh adapter sạc này thực ra là mình có rất nhiều adapter sạc tuy nhiên mình thấy rằng là à, mua cùng á, thì rẻ thì ok mình mua thôi cái gì mà nó rẻ combo mà rẻ thì mua cũng được mình chưa xài thì sau này mình xài cái sợi cáp đó là hồi nãy chiếc iPhone 8 của mình nó hết pin cho nên là mình quyết định là tháo nó ra trước để sạc cho nó thôi đây đó đó, ok, mình còn chưa bóc siêu luôn nha Đó, ok chưa Rất là hay nha À, cái phần này các bạn thấy rằng là chúng ta có thể là thêm được vào luôn nha ví dụ như các bạn có một cái đầu kiểu như là ở những cái khu vực á mà nó sử dụng cái chui tròn này thì các bạn có thể là gắn thêm cái này vào đó còn nếu mà sử dụng cái chui kiểu như là dẹp như thế này thì bác có thể là mở nó ra và chúng ta sẽ có hai cái đầu ra một cái là quick Charge và một cái là power delivery và có thể là sạc nhanh được cho những cái iphone nào mà hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 18 w nha các bạn thì mình thấy rằng là ừ cũng được nói chung là tổng thiệt hại của cái này á nó lên quan tầm là hơn 400 trăm nghìn này rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai cái món đồ mà mình cực kỳ thích và mình thấy rằng vô cùng là cần thiết đối với cá nhân mình luôn đầu tiên đó chính là một cái bộ sạc đa năng với những anh em nào mà đi du lịch thì chắc chắn sẽ luôn luôn cần một cái bộ sạc như thế này đúng không tuy nhiên mùa dịch này á mình không phải mua cái này để đi du lịch mà ở trên chiếc xe của mình thì nó sẽ có một cái cổng để lấy nguồn điện là 230V. Tuy nhiên nó lại sử dụng cái cổng kiểu như là nó cần một cái đầu chuyển. Mình sẽ để cái hình ảnh cho các bạn diễn hình dung ha. Nó rất là sâu á và bình thường mình sạc laptop hoặc là sạc những cái thiết bị khác á thì không có thể sạc được. Chính vì vậy mà mình quyết định là mua thêm cái bộ chuyển này để về có thể là cắm ở sau xe. À, cũng hơi khó khăn đấy. Hồi nãy thì mình cũng đã bóc cái cái phần siêu luôn rồi. Đây, mình đã rạch sẵn để có thể là mở luôn cho các bạn này. Đó đây, thì mình sẽ để ở khoang sau xe Đó nha, ngon chưa Quá ngon lành cành nào luôn đúng không Ui, được tặng thêm một cái này nữa các bạn này Được tặng thêm một cái túi rất là nhỏ nhỏ xinh xinh Để chúng ta có thể là bỏ vào khi mà không sử dụng Ồ, oh, ok đấy Cái này thì mình mua khoảng tầm là gần 500 nghìn nữa các bạn ạ Tuy nhiên thì khi mà sờ vào phải gọi là cực kỳ chất lượng nha rất là cứng luôn. Trước đó thì mình đã mua một số cái khi mà cách đây khoảng tầm 2 năm trước mình đi châu Âu á. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là nó rất là lỏng lẻo á. Nhưng mà cái này khá là ok. Chúng ta sẽ có một cái đầu ra là power delivery quick charge này. Chúng ta sẽ có thêm ba cái cổng USB-A ở đây nữa. Và cái phần hay nhất đó là gì? Đó chính là cái phần này. Nó có thể là di chuyển ra. Đấy Quá ngon luôn Và chiếc xe VinFast của mình Thì cần những cái kiểu như là nó hơi dài dài Một tí xíu như thế này Thì mới có thể là sử dụng được các bạn ạ Và ở phía trước á, thì nó cũng hỗ trợ khá là nhiều Những cái kiểu ra vào khác nhau á. Những cái gọi là cái cổng Đấy, Những cái cổng cắm khác nhau Cho nên là nó rất là phù hợp Khi mà mình cắm vào cái xe của mình Đó Ok Quá là ngon lành cành đào luôn Có thể là sử dụng được rất tốt Để ở khoang sau Bởi vì nó có cái cổng là 200 30V mà không sử dụng thì quá phí các bạn ạ Thực sự luôn à, Và cuối cùng đây là món rất là hay này Các bạn biết tại sao mình mua nó không Thực ra sạc dự phòng thì mình có nhiều Không không có ít đâu Tuy nhiên á, cái sạc dự phòng này á, nó có điểm hay đó là Nó có chuẩn kháng nước IP67 các bạn ạ Nó có chuẩn kháng nước IP67 Và thậm chí các bạn có làm rơi rớt đi chăng nữa Thì nó cũng chống và đập rất là tốt Cái này thì mình cũng để sẵn ở trong túi thôi, Đấy, mình hay đi kiểu như là trời mưa á, thì uh, khi mà mình có một cái sạc mà nó kiểu như là kháng nước như thế này Thì nó cũng khá là ngon đúng không? Và cái công suất sạc của nó tối đa sẽ là 18W nha, chứ nó không có công suất quá là lớn đâu Còn dung lượng bin á thì nó sẽ là 10.000mAh 10 Đây, mình sẽ mở và chia sẻ luôn cho anh em ra cái này là mình hồi nãy mình đã mở và test trước cho các bạn rồi Nó sẽ có cái phần là demo uh, nước cho anh em có thể xem nha Đây, 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 đây Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn các bạn ạ à. Wow, phải gọi là quá hay luôn Đó bạn thấy chưa quá là ok đúng không thiết kế rất là nhỏ gọn và nó làm mình liên tưởng tới những cái phụ kiện đến từ UAG các bạn thấy là những cái phụ kiện UAG thì nó cũng thiết kế hao hao như thế này đúng không nó y chang luôn à, những cái cổng sạc khác thì nó đã được đậy lại ở đây rồi này các bạn có thể là mở đây ra chúng ta sẽ có cổng usb c này usb a rồi rồi là micro usb và có thêm cái đèn ở đây nữa à, nhưng mà cần lưu ý dành cho các bạn nha nếu mà nó muốn nó được kháng nước á thì các bạn nên là phải đậy rất là kỹ cái phần này này và chúng ta sẽ có thể là nhấn ở đây đây đó thì nó bắt đầu nó sáng lên nói chung là có một cái đèn pin để có thể là dự phòng thôi chứ nó cũng không phải là quá sáng đâu và mình thấy rằng là cái bộ cái cục này ấy, nó loanh quanh khoảng tầm 500 trăm nghìn chuẩn kháng nước thôi mà cho nên là với những bạn nào mà thích đi du lịch đi phượt và các bạn cần một cái um, sạc dự phòng mà nó có thể là chống chịu được những cái môi trường mà hơi khắc nghiệt một tí xíu á thì có thể là giống mình mua thêm cái cục sạc này nha đó, các bạn thấy không đập rất là ok à, hồi nãy giờ mình đã cho là nó rất mấy lần luôn rồi nhưng mà mình thấy nó cũng khá là được đấy nó không bị hình như là bị trầy xước đâu mình đã thả nó ở cái độ cao khoảng tầm là một mét rưỡi á hoặc là gần 2 mét luôn thì không thấy vấn đề gì cả và thả xuống nền gạch nha ở à đây chúng ta sẽ có thêm một cái phần để các bạn có thể là móc thêm cái dây ví dụ như các bạn có thể là đeo vào đâu đó để cho nó đỡ bị rơi rớt á, thì cũng khá là được ha và đó là những cái sản phẩm mà mình mua về để sử dụng trong cái đợt flash sale ngày mùng 6 tháng 6 này các bạn đã săn được những món đồ gì trong cái đợt flash sale này rồi thì đừng quên là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay ha đây là một cái video mà mình chia sẻ những cái món đồ mà mình đã mua được trong cái đợt flash sale ngày mùng 6 tháng 6 tại Lazada link cụ thể để dành cho những anh em nào mà cần hứng thú thì có thể là truy cập ở phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này ha còn bây giờ thì bye